mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của bản tin FVNC Việt Nam ngày 13 tháng 11. Kính thưa quý vị, khoa học công nghệ là một trong 13 hạng mục hợp tác thuộc lĩnh vực kinh tế của cộng đồng chung ASEAN và sẽ có hiệu lực vào năm sau 2015. Tuy nhiên, nếu nói riêng lĩnh vực này thì sự hội nhập của Việt Nam vẫn còn khó khăn và hạn chế. Đây là đánh giá của các chuyên gia tại hội thảo cơ chế và giải pháp tăng cường hội nhập hoạt động khoa học công nghệ của Việt Nam với ASEAN diễn ra vào hôm nay 13 tháng 11. Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cho biết, từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã có nhiều hoạt động hội nhập khoa học công nghệ với khu vực. Những hoạt động này đã mang lại nhiều cơ hội phát triển khá lớn, nhưng trong hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ Việt Nam vẫn còn những yếu thế như thiếu nhất quán trong cam kết quốc tế, thiếu gắn kết trong nghiên cứu giữa các bộ ngành, số lượng công bố đạt chuẩn quốc tế của Việt Nam còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho hội nhập khoa học công nghệ của Việt Nam còn gặp khó khăn, đó là quản lý vĩ mô còn bất cập và mặt bằng trình độ của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Giáo sư tiến sĩ Dương Nguyên Vũ, giám đốc viện John von Neumann thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dẫu có khó khăn nhưng phải nhìn nhận quá trình hội nhập là một cơ hội lớn. Nếu xây dựng được lực lượng nghiên cứu đủ mạnh, tham gia vào các công trình nghiên cứu chung của khu vực thì Việt Nam có thể tận dụng tối đa cơ hội này. Đây là một cơ hội lớn, mình hãy nhìn vào trong cái cơ hội này và xác định có thể là mình nên làm cái gì để chuẩn bị. Thì ý của tôi là nếu trong lĩnh vực về nghiên cứu khoa học á, thì mình cần phải có những nhóm nghiên cứu mạnh, thật sự nhóm nghiên cứu mạnh để mình lấy hết được tất cả những cái vấn đề mà liên quan tới cái vấn đề nghiên cứu đó của cả toàn vùng. Kinh nghiệm của tôi bên châu Âu thì thấy là các đề tài nghiên cứu khoa học sau này chúng ta sẽ làm chung với nhau các trường đại học của cả vùng, chứ không phải chỉ có của Việt Nam không. Thành ra như vậy là mình là một cơ hội để mình học tập và một cơ hội để mình phát huy cái thế mạnh của mình. Ở cấp độ toàn cầu, Việt Nam đã đặt quan hệ hợp tác khoa học công nghệ với trên 70 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế. Sáng nay, Cục Quản lý Cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo kinh nghiệm ứng phó và sử dụng hiệu quả biện pháp phòng vệ thương mại trong WTO tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, thì cơ quan quản lý nhận định đa dạng hóa thị trường đang là biện pháp tích cực nhất giúp doanh nghiệp chủ động tránh khỏi các vụ kiện. Theo cập nhật của Cục Quản lý Cạnh tranh, kể từ khi gia nhập WTO, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã chịu 80 vụ kiện phòng vệ thương mại. Trong đó có đến 47 vụ kiện chống bán phá giá nhằm vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như thủy sản, dệt may. Theo bà Nguyễn Chi Mai, trưởng phòng điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại nước ngoài thuộc Cục Quản lý Cạnh tranh, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các vụ kiện phòng vệ thương mại sẽ có xu hướng tăng để bảo vệ nền sản xuất trong nước. Trong những năm gần đây, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng nhanh về lượng và giá trị. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho hàng hóa Việt Nam thường bị rơi vào tầm ngắm của các vụ kiện. Bên cạnh việc tích cực tham gia khi bị kiện, Cục Quản lý Cạnh tranh khuyến nghị các doanh nghiệp nên đa dạng hóa thị trường, tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm để chủ động rút khỏi nhóm rủi ro. Khi mà hàng hóa mình mà xuất khẩu vào nhiều thì sẽ là một cái nguyên nhân để gây ra và để chúng ta giảm thiểu phòng chống cái vấn đề đó thì chúng ta nên đa dạng hóa thị trường khi chúng ta cái thị trường mà chúng ta xuất khẩu để chúng ta tránh tăng một cái đột biến vào cái thị trường đó. Và bên cạnh đó lại một trong cái mà cái cụm từ mà hay đi với nhau đó là mà liên quan đến phá giá là liên quan đến là xuất khẩu nhiều và giá rẻ. Và khi mà chúng ta đã đa dạng hóa sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sản phẩm chúng ta đã không còn là sản phẩm giá rẻ nữa và chúng ta sẽ điều đó sẽ làm giảm thiểu cái sự chú ý. Trước đó, Cục Quản lý Cạnh tranh cũng đã từng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá nhằm giúp cho doanh nghiệp nhận ra những mặt hàng và những thị trường đang có nguy cơ. Một số liệu vừa được chuyên gia từ vụ kết cấu hạ tầng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra cho thấy hiện trạng ngành nước tại Việt Nam, tỷ lệ dự án nước được đầu tư theo hình thức công tư vẫn còn quá thấp, đặc biệt là lĩnh vực thoát nước. Theo Vụ trưởng Vụ Kết cấu Hạ tầng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện tại, tỷ lệ nước được đầu tư theo hình thức công tư PPP vẫn còn rất thấp. Cụ thể, hiện tại tỷ lệ đầu tư của các thành phần kinh tế khác vào lĩnh vực cấp nước chỉ mới chiếm 6% so với tổng vốn đầu tư từ ngân sách. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn lạc quan hơn rất nhiều nếu như so với lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Đối với mảng thoát nước, hiện đầu tư từ ngoài nhà nước chỉ mới chiếm 3,9% so với tổng đầu tư từ ngân sách. Nguyên nhân chính là các dự án vốn đầu tư lớn, trong khi khả năng thu hồi vốn lại trong thời gian dài và giá nước và giá dịch vụ xử lý nước vẫn được cho là còn quá thấp. Theo ông Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng cho rằng, khả năng thời gian tới đây, khi nghị định mới có hiệu lực, chi phí xử lý nước thải sẽ được tính toán và được đưa ra với mức giá hợp lý hơn. Trước đây thì cái phí thoát nước chúng ta chỉ tính tối đa là 10% so với nước sạch.
ở các nước người ta tính có thể là phải gấp 1,5 đến 2 lần của cái giá nước sạch. Trong đấy chúng ta chỉ tính có 10% là không bao giờ đảm bảo được, không đảm bảo được đủ cho cả quản lý vận hành đến cả cái việc mà chúng ta tái đầu tư. Chính vì vậy mà trong Nghị định 80 đổi mới cái hình thức này là xây dựng một cái giá dịch vụ thoát nước. Chúng ta cũng tính đúng, tính đủ các chi phí cộng với mức lợi nhuận hợp lý. Còn chúng ta thu của người dân thì chúng ta sẽ có lộ trình thu. Dự kiến đầu năm 2015, Nghị định 80 có hiệu lực và các chuyên gia kỳ vọng sẽ cởi mở được một nút thắt trong vấn đề kêu gọi vốn xử lý nước. Theo Cục Hạ tầng Kỹ thuật, hiện tại trên cả nước chỉ mới có khoảng 24-26 dự án xử lý nước thải tập trung quy mô lớn, đang hoạt động chủ yếu tại các thành phố lớn, đơn cử như tại thành phố Hồ Chí Minh, với dân số khoảng 8 triệu dân, và chỉ mới có một nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn tại Bình Hưng, với công suất hơn 140.000 mét khối nước một ngày đêm. Công suất này chỉ mới xử lý chưa đến 1/10 tổng lượng nước thải sinh hoạt mà thành phố thải ra hàng ngày. Lượng nước thải còn lại xả trực tiếp ra các sông và kênh rạch. Là một trong năm xu hướng công nghệ mới được nhắc nhiều trong những năm gần đây, các sản phẩm dịch vụ được phát triển trên nền điện toán đám mây luôn được các doanh nghiệp công nghệ thông tin dự báo và kỳ vọng sẽ được thị trường Việt Nam đón nhận tích cực. Những tín hiệu gần đây cho thấy kỳ vọng này đang trở thành sự thật khi các giải pháp dựa trên điện toán đám mây đã bắt đầu có đầu ra tốt. Chi phí đầu tư thấp hơn, ứng dụng được mọi lúc mọi nơi, không phải tốn kém cho những máy chủ đặt tại văn phòng vì máy chủ đã được ảo hóa và đưa lên Internet là những lợi điểm thường được nhắc đến đối với các sản phẩm dịch vụ phát triển trên nền điện toán đám mây. Tại Việt Nam, dù có những doanh nghiệp đầu tiên phát triển công nghệ điện toán đám mây từ những năm 2008, nhưng hiệu quả kinh doanh thật sự và mức độ sôi động rõ nét của thị trường thì chỉ mới có trong thời gian ngắn gần đây. Trên tay tôi là danh sách các sản phẩm dịch vụ đạt giải thưởng công nghệ thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 do Sở Thông tin Truyền thông thành phố công bố cách đây chưa lâu. Là một khảo sát nhanh thì tôi có thể thấy các sản phẩm dịch vụ phát triển trên nền tảng điện toán đám mây giành giải thưởng năm nay chiếm tỷ lệ khá lớn. Cụ thể, ở hạng mục doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu, 2 trên 5 sản phẩm đạt giải là ứng dụng điện toán đám mây. Ở hạng mục doanh nghiệp có dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu, 1 trên 3 sản phẩm là dịch vụ hạ tầng trên nền điện toán đám mây. Ở giải thưởng này thì tiêu chí về doanh số và lợi nhuận là một trong những tiêu chí hàng đầu bên cạnh các tiêu chí về chất lượng. Do đó có thể thấy là đã có những sản phẩm ứng dụng điện toán đám mây bán hàng được khá tốt. Xin được nói thêm một thông tin là ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cũng là trưởng nhóm giám giải các sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu có cho biết là về mặt bằng chung đã có những sản phẩm có doanh số và lợi nhuận giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, nếu xét riêng các sản phẩm ứng dụng điện toán đám mây thì các sản phẩm dự giải năm nay đều tăng mạnh về doanh số. Hiện thời về mặt ứng dụng thì bình quân tới thời điểm này nha, Pháp Vi Sinh Online thì cũng có những đơn vị là cũng là gần 100 khách hàng rồi. Như vậy là ứng dụng đó. Thì về mặt ứng dụng đã khảo sát sơ thì mọi người đáp ứng được là hơn 80% được cái nhu cầu quản lý doanh nghiệp. Không chỉ là những sản phẩm, giải pháp thương mại phổ biến như phần mềm kế toán hay ERP trên nền web, thị trường bắt đầu chứng kiến những sản phẩm phát triển dành cho ngành dịch vụ công, vốn là phân khúc không dễ dàng để thâm nhập. Và chính vì cái sản phẩm nó hoàn toàn chạy trên cái nền tảng là công nghệ điện toán đám mây, tức là hoàn toàn online trên Internet. Tất cả cái việc đăng ký cho đến quản lý hoàn toàn là tất cả trên các cái thiết bị mà có thể kết nối Internet. Và hiện nay thì chúng tôi có khoảng một độ trên 500 cái đơn vị. Tính đến tháng 6 năm 2014 thì chúng tôi có trên 500 cái đơn vị về liên quan đến nghiệp vụ hộ tịch và sử dụng cái sản phẩm này. Có thể lấy một nghiên cứu gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh công bố vào hồi tháng 7 vừa rồi để thấy được vì sao thị trường các sản phẩm dịch vụ điện toán đám mây phát triển tích cực đến như thế. Cụ thể, trong 4 xu hướng công nghệ mới được hỏi bao gồm điện toán đám mây, di động, dữ liệu lớn và mạng xã hội thì mức độ hiểu biết của các tổ chức doanh nghiệp về công nghệ điện toán đám mây đứng hàng đầu, sắp xỉ với công nghệ di động. Còn khi được hỏi về khả năng sẽ ứng dụng trong tương lai thì điện toán đám mây là công nghệ có tỷ lệ tổ chức doanh nghiệp khẳng định sẽ dùng cao nhất với 50% đơn vị được khảo sát cho là có. Tuy nhiên, những tín hiệu khả quan không đồng nghĩa với việc thị trường giải pháp điện toán đám mây đang dễ dàng. Nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường này vẫn thừa nhận những lý do khá cũ như tâm lý chần chừ với công nghệ mới, lo ngại về độ bảo mật vẫn là những thách thức không nhỏ trong việc chinh phục khách hàng. Ngoài ra, lợi nhuận kinh doanh các giải pháp trên nền điện toán đám mây cũng có xu hướng thu hẹp khi mà chi phí sản xuất đang ngày một tăng cao. Ngoài doanh số ra còn cái lợi nhuận nữa thì đúng là hiện thời cái việc mình làm sản phẩm thì có cái lợi biên lợi nhuận nó càng ngày càng giảm do chi phí nó cao, như là chi phí triển khai thời gian nó cao.
Trong dài hạn và lý thuyết thì các doanh nghiệp đang theo đuổi các giải pháp điện toán đám mây đang có hai liều thuốc trợ lực tinh thần khá lớn. Thứ nhất là chủ trương thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin đã được chính phủ gật đầu khuyến khích. Và thứ hai là quá trình tái cơ cấu của các doanh nghiệp để thích nghi với tình hình kinh tế hiện tại. Trong đó, việc lựa chọn một công nghệ có chi phí ít tốn kém hơn như là điện toán đám mây được xem là giải pháp rất thực tế. Và trong phần cuối của bản tin trong nước thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin nổi bật sau đây. Doanh nghiệp đưa hàng vào hệ thống siêu thị FDI phải trả chiết khấu cao hơn siêu thị trong nước. Bộ Tài chính tăng cường các giải pháp xử lý các mẫu thuế và hải quan sai phạm.